6 tháng đầu năm 2023, thành phố Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 366.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt trên 1.620 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt gần 1.540 tỷ đồng, tăng trên 40%. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tích cực nâng cao các tiêu chí đô thị loại 3 và từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2. Công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh được đảm bảo giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó cần có nhiều giải pháp trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu dự kỳ họp cũng xem xét, thảo luận cho ý kiến về 60 báo cáo tờ trình và dự kiến thông qua 9 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, như nghị quyết về việc điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.